Trong chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần tập trung, dân chủ và đoàn kết, chiều ngày 14 tháng 10, đại biểu dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 51 đồng chí tham gia ban chấp hành. Cũng tại kỳ họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Thắng được Ban chấp hành tỉnh ủy Điện Biên khóa 14 tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, phát biểu tại lễ ra mắt đại hội vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên khóa 14, chân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể đại hội để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà đại hội đặt ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên khóa 14 đã hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 đặt ra.